Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là nếu tiếp tục, mối quan hệ này sẽ như thế nào? Điều đầu tiên mình thấy là nếu tiếp tục thì mối quan hệ này vẫn có hướng phát triển, nhưng mà mình thấy là cần thời gian khá là dài. Mình thấy nếu như bạn chờ đợi thì trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì bạn sẽ học được nhiều thứ và hiểu ra được nhiều điều hơn, có thể là biết cách cư xử trong những mối quan hệ, hoặc đơn giản là cái suy nghĩ của bạn về mối quan hệ này, muốn xa hơn hoặc là tìm hiểu đối phương một cách cặn kẽ về tính cách như thế nào và cái cách cư xử của bạn nó sẽ thay đổi như thế nào để đối với họ. Và mình cũng thấy là họ trong thời gian đó cũng sẽ tìm hiểu những sở thích của bạn như thế nào, có thể là bắt đầu từ những người bạn trước. Nói chung là bạn đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ đối xử với bạn như thế. Và trước tiên thì có thể là như bạn bè bình thường, và từ từ tìm hiểu và thân với nhau rồi mới phát triển được. Vì thế mình thấy mối quan hệ này, cái tốc độ phát triển của nó khá là chậm và cần một thời gian khá là dài. Và vì đây là một trải bài chung, vì thế các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và nếu như bạn cảm thấy mối quan hệ này không đúng với năng lượng, bạn có thể rời đi, hoặc là bạn không muốn chờ đợi, bạn cũng có quyền rời đi. Bởi vì không có cái gì đúng và cái gì sai. Thật sự bạn phải xem xét là bạn có phù hợp với hay không, và bạn có thật sự muốn chờ đợi hay không. Và không phải cứ lúc nào là nếu như bạn thích một đối tượng nào đó và bạn luôn phải thay đổi bản thân của mình để cho phù hợp với cái gu hoặc là cái sở thích của người đó, thì mình khuyên là không nên. Tại vì bạn thay đổi để phù hợp với đó người đó, và nhưng mà cái người mà bạn thay đổi không phải là chính bạn. Bạn có thể thay đổi trong 1 năm, 2 năm, hoặc là 1 tháng, 2 tháng gì đó, nhưng mà bạn không thể nào thay đổi mãi được. Vì thế, hãy cứ là chính bạn. Có khi bạn là chính bạn thì họ lại thích thì sao? Họ thích vì bạn là chính bạn là con người thật của bạn, và họ bị thu hút bởi điều đó.